Chào mừng bạn quay trở lại kênh của Tâm Nguyễn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ bằng cách chúng ta tăng lợi nhuận cho những web đào trade. Thì hôm trước mình có chia sẻ bằng con web đăng ký nhận 1.000 trade, kích hoạt bằng 5 trade. Nếu các bạn mà không có tiền đầu tư, bằng cách nào chúng ta tăng lợi nhuận được? Thì hôm nay mình chia sẻ cho bạn cách chúng ta tăng lợi nhuận. Vào phần của tôi nha. Hôm trước thì mình có nạp 50 con vào test app này. Nếu như con app này uy tín, ok, rút nạp ok, tự động mình sẽ đầu tư thêm. Thì hôm nay mình sẽ đầu tư vào đó thêm. Con app này chơi đầu tiên các bạn phải kích hoạt 5 TRX để chúng ta chơi app này. Các bạn thấy mình rút tiền không? 50 con TRX rút thì khoảng là 2,5%, tức là 1,25 con TRX mỗi ngày. Ngoài cái tiền cơ bản này ra thì chúng ta có thêm một tiền, đó là tiền khuyến mãi hay là gọi là hoa hồng. Các bạn chỉ kích hoạt 5 con thôi. Hoa hồng này các bạn thấy hút vô hạn, tức là hút bao nhiêu cũng được. Thì hôm trước mình cho bạn xem và hôm của tôi nha, danh sách lợi nhuận đây. Thì tất cả những người lợi nhuận là đăng ký sẽ cộng thêm cho chúng ta. Và các bạn thấy là lợi nhuận mình rút về nè, mình đã rút tiền thưởng tiền mặt là 70 TRX, tức là tiền thưởng hoa hồng mà nghe. 70 TRX này hoàn toàn rút về ví rồi. Khá là ngon. Mình không có giấu gì các bạn, hoa hồng là hoa hồng. Và đây là 47 con đúng không? Chúng ta có thể chuyển từ hoa hồng về bên đầu tư luôn, bằng cách bạn vào đây chuyển cơ bản nè, chuyển sang cơ bản cho mình. Thì chúng ta sẽ nhập số lẻ đúng không? 47,2 đúng không? Các bạn nhập không được thì các bạn vào cái tin nhắn á. Nếu số lẻ nhập không được, vào tin nhắn ta viết 47,2, sau đó copy dán vào đây là được. 7,2 copy dán vào, tức là hôm trước mình đã hút 70 con rồi, thì hôm nay được 47 con nữa, khoảng từng chừng 120 đi, 120 con. 120 con này là tiền hoa hồng mà nghe, và 50 con là 170 con. Tổng là đầu tư là giờ là 97 đúng không, hoa hồng luôn 97. Thì một ngày tôi hút là 2,43. Hôm trước mình đã hút 70 con về rồi thì hôm nay mình sẽ nạp vào thêm, cộng lên khoảng là 97,2 đúng không? Chúng ta phải nạp thêm 108 con, trừ cái số tiền chúng ta rút về nữa thì chúng ta chỉ đầu tư thêm 30 con thôi. 200 chúng ta trừ cho 97,2 thì 102,8 đúng không? Bây giờ mình sẽ nạp 102,8 vào đây, tiếp tục đầu tư vào đây, thì tương đương một ngày ta sẽ hút được là 5 con chẵn mà nghe. Tức là tính toán làm sao nó ra số chẵn, chúng ta không cần phải copy tin nhắn dán vào mất công. Bấm phần gửi cho mình, sao chép địa chỉ gửi đi, dán vào 102,8 6 đô. Tổng cộng hôm nay mình đầu tư app này chỉ có 200 TRX, nhưng mà thật sự ra mình chỉ đầu tư có 80 con thôi, và 120 con là tiền hoa hồng các bạn nha. Cái nào hoa hồng mình nói hoa hồng. 5 tới 10 phút, ít nhất là 5 con nha, nhận số tiền gửi cho mình. Các bạn chờ một vài phút thì sẽ về số tiền gửi chúng ta vào đây. Mỗi ngày các bạn nhớ vào thương mại nè, tức là phần trading đó, nhận lãi là 600 mỗi ngày đúng không? Vào đây nhận nha, để tăng số tiền chúng ta rút lên, rút vô hạn mà đúng không? Số tiền chúng ta tăng càng nhiều thì chúng ta rút tiền càng lâu, càng nhiều hơn, vô hạn rút tiền. Mình thấy bây giờ ta là 5 con luôn, chẳng đúng không? Chúng ta không cần phải copy tin nhắn nữa, bây giờ nó sẽ chẳng rồi. Các bạn cứ ghi số 5 là xong. Các bạn cứ vào trong cái quý chocolate hoặc là quý chúng ta muốn gửi về, các bạn copy dán vào đây. Các bạn rút về quý hoặc sàn địa chỉ nào cũng được. Đa số là rút về quý chocolate để sau này mình còn chơi những app khác nữa. Hoặc là mình có thể chia sẻ với các bạn để là bạn giá vốn thị trường. Chúng ta gửi chocolate nha, bấm hoàn nhận cho mình, sao chép quay trang web giấy địa chỉ vào đây. Cái tiếp các bạn chỉ cần nhập 5 con, không cần phải ghi tin nhắn số lẻ khó khăn nữa, chúng ta chỉ cần nhập 5 con vào đây, sau đó mật khẩu rút tiền, rút hoàn toàn tự động nha, hoàn toàn tự động. Mình khuyến khích các bạn nên chơi web mới thế này, chúng ta nên chơi một thời gian trong vòng 40 ngày chúng ta sẽ hoàn vốn, và sau đó chúng ta sẽ lấy lãi, rút
hoàn toàn vô hạn tới khi nào con áp nó không còn. Các bạn vào mục đăng lại, kết thúc bạn vào sao chép địa chỉ bằng cách chúng ta chia sẻ trên Facebook, Zalo hoặc là Telegram để chúng ta có thể kiếm thêm thu nhập từ việc chia sẻ. Các bạn hãy lên nhóm Telegram, nhóm Facebook, nhóm Zalo để chia sẻ như thế này. Các bạn kiếm là nhóm kiếm tiền online trên Facebook rất là nhiều nha. Các bạn vào đó chia sẻ để mọi người cùng tham gia. Hoặc các bạn có thể vào cái đường link phần mô tả mình mới thành lập một cái nhóm Telegram để các bạn có thể chia sẻ link cho nhau. Các bạn có thể vào đây chia sẻ link, mình thấy con app nào ok mình sẽ đăng ký làm red cho các bạn. Hoặc là mình sẽ chia sẻ các bạn để các bạn có thể chơi trong app thế này. Tức là chúng ta là một cộng đồng kiếm tiền online thì chúng ta sẽ chia sẻ link cho nhau. Mỗi người sẽ làm ghét với nhau. Bạn làm ghét tôi làm ghét bạn. Tất cả chúng ta đều có lợi cả. Ok, chúc bạn thành công. Mình không khuyến khích bạn đầu tư, nhưng đây là một con web chúng ta có thể đầu tư ít mà lợi nhuận cao. Tức là kích hoạt 5 con và bằng cách chia sẻ chúng ta sẽ thu nhập rất là nhiều. Ok, bây giờ chúng ta sẽ qua phần số thử ngày hôm nay. Đặc biệt các bạn không có TRX để đầu tư, có thể liên hệ với mình để mình để cho bạn cái giá vốn, giá thị trường. Không lấy lãi các bạn nha, không lấy lợi trên đó. Và các bạn có thể comment thế này. Thì mỗi video thế này mình sẽ tặng một 10 con TRX để bạn sẽ test app hoặc là Momo thẻ cào tiền các bạn. Ok, xin chúc bạn tặng bạn video này. Bạn nên liên hệ Zalo mình để nhận thưởng TRX hoặc là Momo. Các bạn không có tiền, tức là sinh viên học sinh, thì các bạn nên bằng cách này để kiếm tiền. Một comment lại, hai là chia sẻ, 5 con TRX khoảng 5-6 ngàn thôi, không có nhiều. Chúng ta nạp vào chơi và các bạn sẽ kiếm tiền bằng thu nhập lợi nhuận hoa hồng, chia sẻ. Ok, chúc bạn thành công. Các bạn nên chơi những con web mới ra, web mới ra thì trong vòng 40 ngày, 30 ngày chúng ta sẽ hoàn vốn và sau đó chúng ta sẽ rút tiền lợi nhuận chúng ta hàng tháng. Các bạn biết những web nó sống tới 4-5 tháng thì chúng ta sẽ lãi rất là cao, x2, x3, x4 là bình thường. Ok, chúc bạn thành công. Nếu mà thấy hay, thấy thích thì xin cho một like và đăng ký hộ kênh để kênh mình phát triển hơn. Tạo được cho mình cái trang web kiếm tiền riêng với các bạn, cái crypto, cái trang mới nhất của Anut chia sẻ các bạn. Các bạn sẽ không bỏ lỡ những video mới nhất của mình. Chúc bạn thành công. Hẹn gặp lại bạn video tiếp theo. Đừng quên comment, quay xuống thưởng ngày hôm sau. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Cảm ơn đã xem.